ta sẽ gọi. Vất vả nhỉ. Đấy, bảo tối nay lại thêm một trận nữa đây. chỗ mình sống nhá, cách nhà mình cách đây 1,5 cây. Mưa lũ năm nay thiệt hại nặng nề quá. Thế đoạn học chính là ở trên kia anh. Em đứng xa xa thôi. Đây, chúng ta sẽ đi lên này. Đi lên cái đoạn bị lở chính nhá. Rồi, to chưa kìa. May mà lúc nó lở không có ai đi qua đây. Chị đi qua, đang cố đi qua bằng đường đất, vất vả quá, bắt buộc là phải đi thôi. Đi cố qua hả chị? Không qua được à? Đi vòng thôi. Kinh khủng luôn. Giờ trên kia đất nó sạt xuống, chắn hết con đường luôn. Mình đứng xa xa
đây xe đổ đất đây. Đổ luôn xuống cái đoạn bằng phẳng ở đây. Rất nhiều người đang cố đi qua con đường này bằng cái đường đất kia. Đây có một bạn đi qua. Có đi qua được không? Đi từ bên kia sang hả em? Hay là vẫn cố đi được? Đang đợi ai nữa? Đợi mẹ. Đợi mẹ nha, ba người à. Thế nhà em ở bên bên trường cọ à? Dạ, em ở bên Bần Bồng à. À, Bần Bồng, đi qua đây, đi tạm qua đây thì cho nhanh đúng không? Không ngờ đến đây thì lại bị dính. Anh sang bên kia đã. Kia có hai cô đi đi nhặt sắt vụn, sẽ đập từng từng cái miếng bê tông một lấy sắt. Bên kia có một chị đang dắt xe qua kìa, vất vả quá. Hai bé gái này nữa. Vất vả nha, đi có một đoạn. Tí nữa mình mới đi qua đấy. Kia chị kia đang cố đi qua. Đó. Đi qua con đường đất luôn. Lốp xe dính đầy đất rồi. Hai người đi liền. Đi được không? Chắc là vẫn được đấy. Đường này giống như đường lên nương của các chị mà. Chở ngô, chở sắn quen rồi. Đây. Đây lái chắc nhờ. Úi giời. Đấy, hai chị cuối cùng cũng đi qua rồi nhá. Rồi. Hơi vất vả ấy. Xe đổ đất này. Đổ xong rồi bây giờ lại đi lấy đất tiếp. Ôi, nguy hiểm thế.
này thì bao lâu mới xong được chú? Khô giá thì mấy ngày mai. Mấy ngày mai là nhanh đấy nhỉ? Khô giá rồi. Mọi người bảo này vào nên bắt khô ấy thì hết ngày mai. Dạ. Đâu đấy? Cháu ở dưới nha. Vâng. Chia nhau đổ đất nhé. Bây giờ mình sẽ lên xem mọi người xúc đất. Sắp chưa? Chị lấy sắt à chị? Lấy được nhiều không? Một bao. Vất vả nhỉ? Vâng. Cố gắng thôi. Cả đồi luôn. Chắc họ không khoan bình thường hay nó mà khoan một cái lỗ ở kia kìa. Lỗ nó lớn vào nó sẽ bớt đi đúng không? Đây chắc là họ cứ có cái tông làm nhanh và đơn giản và sạch. Bản địa ấy. Đá nó rơi cả tảng luôn. Cái mảng to thế này mà. Với lại năm nay có ai nghĩ là nó sẽ mưa to thế này đâu. Không ai nghĩ là mưa to thế. Cái bên kia họ bảo là xúc hết xong là nếu mà không mưa ấy thì ngày mai là sẽ xong. Xong làm sao được? Kia phải đợi xuống mới hết đúng không? Em không biết được. Chắc phải đợi hết chứ, mày đã sụt chặt kia chứ mà. Bây giờ đang làm mày bên kia được toàn là nước nên mày chơi một phát nó khổ. Ở trong nó đang có nước ấy nhỉ? Ừ. Mai xong làm cái gì được? Là 2 ngày. 2 ngày, mới 2 ngày trôi qua nhỉ? Hôm qua nhỉ? Làm từ hôm kia. Hôm kia à? Thế là sạt lở từ hôm kia chứ không phải hôm qua à? Sạt từ hôm kia. Thế các anh nhà gần đây nghe thấy giật mình quá.
cô như quả bom. Nổ như quả bom luôn. Ầm 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 ầm. Hôm nó giờ bắt được tiếp. Nhưng như nổ mìn nổ trợn ấy. Úp một phát. Mẹ thế là yên kia là trôi hết xuống vào đấy hết. Trôi hết. Mày cũng có người, có người. Các anh có luôn. Kịp ra không? Chỉ nghe xong cũng giật mình thôi các bạn. Lo cái nhà ông 2 tầng kia. Vâng. Ngay sát nhỉ, may mà không bị bên đấy. Cái nhà nó áp luôn. Kia bên bên cạnh cái đồi có một cái nhà 2 tầng. Đấy, cái nhà 2 tầng này bây giờ đằng sau nó đang sụt đấy kìa. Dạ. Ừ. Vừa làm tân gia xong nhỉ. Yeah. Mẹ đất này. May không chết người. Thế là trong đêm quá nhỉ? Cái... ban ngày thôi. À ban ngày à? Ban ngày xong nó sụp luôn ban ngày ấy à? Một anh nhà ở đây bảo là bị từ ngày kia rồi. Thế là bị từ hôm 26. À 3-4 giờ sáng ạ. May không có ai nhỉ? À nó chưa bắt. Vâng. À sập mọi người bảo sập từ 8 giờ 8 rưỡi sáng. May lúc đấy không có người đi qua. Vâng ạ. May cái giờ đấy đang không có ai nhỉ? Vâng ạ. Đến trưa họ mới thấy à? Có nghĩa là không có ai ở đi qua đường này quá. Vâng ạ. May mắn quá đấy. Nhiều người đến số thì đâm vào hòn đá cũng mất. Như ở dưới dưới bản hiệa ấy nhỉ. Đó. Đây, chỗ bản hiệa đây. Vâng ạ. Ở đây nguy hiểm thế này, may không có một ai đi qua. Chú người ở đây luôn ạ. À ừ. Đất là đất đất đất. À thế thì thế là đỡ mất tiền san đất rồi. Rồi. Chỗ này mất 30-40 ấy không phải ít đâu. Mình có đất sẵn thì may mà mình cũng cần đôn lên không thì họ phải đi xa mà đổ. Họ phải đi xa đổ đi tìm kiếm. Vâng. Đi được. Nói chung là mình giúp bên kia thì bên này mình cũng có lợi. Trước thì tôn bằng đấy thôi. Vâng, nó trôi đi à? Trôi. Vâng. Thế thì cái đất này phải để 1-2 năm xong mới xây nhà. Xem thế nào đấy nhỉ? May mà không thiệt hại về người. Vâng ạ. Trên kia nó xuống một đoạn nữa, còn lên lên nữa. Lên trên kia một đoạn nữa. Nó nở ra hết trên kia hết rồi. À trên kia một đoạn nữa nó lở ra nữa. Ừ. Thì mình sẽ lấy Flyka mình bay để dễ nhìn. Ở dưới này không nhìn thấy gì, chỉ thấy máy xúc thôi. Có cam ta ở đây. Vâng. Làm ngày làm đêm đấy nhỉ. Thay nhau mà làm. Mưa lại phải nghỉ. Chứ còn làm cỗ không được nhỉ. Nó to một tí ra để há mồm xe đó. Vâng. Chứ đéo chở được cái gì. Nãy vừa mưa xong. Đấy. May mà còn bây giờ còn để qua một tí rồi. Mà nó còn mưa ít. Nó mưa to một tí thì... Hôm nay dự báo thời tiết còn bảo là mưa từ tối nay đến hết mùng 1 kìa. Đấy. Thì đoạn đường này phải nếu mà mưa như thế thì mùng 4, mùng 5 mới đi được. Mưa lũ đã khổ rồi, khắc phục hậu quả của mưa lũ nó còn vất vả nữa.
mệt mỏi. Đấy, nó lên mạng ấy là tỉnh Sơn La cũng được tải quá nhiều đấy. Vâng. Đấy ở ở cái cầu bản bản Luôn ấy. Đấy. Người tận ở trên nậm lầu trôi xuống ấy. À. À nhầm, ở bản Lâm. Bản Lâm. Ở bản Lâm trôi xuống. Máy xúc này đang đi ngược lên à? Xúc đất để đuôi à, xúc để xe đi lại cho dễ thôi. Thank you.
xe bên kia nó bị lỗi một cái gì nên quay đầu hơi khó.
trồng cà phê à? Có người nó lấy hịt lông nó nọ. Nó khi đạp nó cứ ra đây. Làm đến 11 giờ tới à? 5 giờ có cơm cơm mà đi cứ đi ra tập bếp đi tí xuống lấy nước uống. Đi lấy nước xuống uống đi. Không có nước uống. Lấy 2 bom nhá. Anh em nhìn đây con gà này. Vất vả phết. Chạy làm cái gì xe chạy làm gì được thêm khoảng 2 tầng phát ra. Thằng này nó xúc nó làm gì cả. Vẫn xé nó bay đây. Một xe đang lỗi à? Đội là đi cắt sắt này. Sắt. Cắt ra xúc lên xe. Cái bên này bùn trơn rồi. Bây giờ mình cũng đi về.
nếu mà trời nắng như này thì họ bảo ngày mai nhưng chắc phải ngày kia mới xong. Còn nếu mà mưa thì chắc phải mùng 3 mới xong. Kia đổ xong không lên được, đang bị tụt. Lầy quá. Định về nhưng mà thôi, xem nốt pha xử lý này của mấy anh nhá. Đường trơn quá không đi được. Nó lún xuống. Hai xe cứu nhau. Lớp bên kia ngập sâu. Vất vả nha. Xích rồi, sắp được rồi, vẫn chưa thể kéo lên được. À, nó bung ra thôi. Nó bung ra thôi. Không phải giờ đâu, cái này nước tự lên thôi mà. Dây xích mà đứt văng vào mặt. Được rồi, bung ra rồi.
cát. Kia còn một nửa khung nữa đổ nốt. Đoạn đi lại lại để cho đất nó lún xuống chắc hơn sao. Chỗ này hơi hẹp nên mình cũng không dám đến gần. Bây giờ mình mới đến gần.
cách để làm đường để xe đi đi đường bùn đất này dễ hơn hay sao? Cái này mình cũng không rõ lắm. Cảm nhận đường để biết là có thể đổ hay không sao. Bạn nào biết chuyên môn về cái này thì comment giúp mình nhé. À, tạo đường cho xe kia đi. Xe này sẽ đổ nốt ở đây. Không đổ hết được. Tư nó dính ở bên này.